4.000 công trình thanh niên các cấp, trong đó có 2 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc, 180 công trình thanh niên cấp khối, 1.500 công trình thanh niên tương đương cấp huyện và 2.318 công trình cấp đoàn cơ sở là mục tiêu vừa được Đoàn Doanh nghiệp Khối Trung ương phát động trong lễ phát động thi đua đảm nhận công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ 4. Các đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 12 nhiệm kỳ 2022-2027. Trong giai đoạn 2020-2021, với phương châm sáng tạo là thế mạnh, tuổi trẻ toàn khối đã tích cực chủ động tập trung nâng cao trình độ khoa học công nghệ, kỹ thuật, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng tư duy sáng tạo. Tuổi trẻ toàn khối đã đăng ký đảm nhận 5.326 công trình thanh niên, trong đó có rất nhiều công trình sản phẩm sáng tạo được Trung ương Đoàn tuyên dương vinh danh. Đã có 4.822 sáng kiến, ý tưởng sáng tạo của đoàn viên thanh niên, lao động trẻ, sáng kiến kỹ thuật được áp dụng trong sản xuất kinh doanh, làm lợi hàng trăm tỷ đồng. Giải thưởng đổi mới sáng tạo phát triển doanh nghiệp lần thứ 2 năm nay đã nhận được gần 120 hồ sơ công trình, đề tài tiêu biểu nhất đại diện cho 38 cơ sở đoàn trực thuộc. Cũng tại lễ phát động thi đua, Hội đồng Giải thưởng đổi mới sáng tạo phát triển doanh nghiệp đã xét duyệt và trao thưởng cho 40 hồ sơ tiêu biểu, trong đó có 10 sản phẩm xuất sắc tiêu biểu đạt giải thưởng đổi mới sáng tạo vì sự phát triển doanh nghiệp.